Quay trở lại với series dẫn ghép lời chi tiết của cây guitar tiếng Quyết. Nhắc lại cái đánh điệu disco, đánh móc chúng ta có thể đánh là bùm, chách, móc 3 giây, đập. Chúng ta đập ngón tay cái vào phần 3 giây bass, rồi lại chách, làm lại bùm, chách, đập, chách, bùm. Nhịp mạnh là nhịp bùm và nhịp đập, tiếng trách nó sẽ móc nhẹ nhàng thôi. Đánh quạt, các bạn nhìn trên hình các mũi tên xuống, bùm, trách hất lên, đập, trách hất lên, bùm, trách, đập, trách, bùm, trách, đập, trách, bùm, trách, đập, trách, bùm, trách, đập, trách. Khi đập nó sẽ đập phần này vào phần 3 dây bass phía trên. Để xem kỹ hơn cái đánh điệu disco, các bạn có thể bấm vào đường link trong phần mô tả các điệu điệu hát cơ bản. Hợp âm sử dụng trong bài này là hợp âm son trưởng, dây 1 ngăn 3, dây 5 ngăn 2, dây 6 ngăn 3, bass dây 6. Hợp âm mi thứ, dây 4 ngăn 2, dây 5 ngăn 2, bass dây 6. Hợp âm đô trưởng, dây 2 ngăn 1, dây 4 ngăn 2, dây 5 ngăn 3, bass dây 5. Hợp âm rê trưởng, dây 1 ngăn 2, dây 2 ngăn 3, dây 3 ngăn 2, bass dây 4.
chào các bạn. Vừa đàn vừa hát các bài hát yêu thích không phải là quá khó, chỉ cần kiên trì rèn luyện trong một vài tháng. Tuy nhiên trên thực tế thì có khá nhiều người có thể chơi được điệu, chuyển được hợp âm thành thạo, nhưng khi hát vào lại hay bị lệch, không khớp nhịp hát với cả nhịp đàn. Chính vì thế mà mình đã suy nghĩ và sáng tạo ra cái kiểu hướng dẫn ghép lời chi tiết này, và với mục đích là giúp cho những ai gặp phải những cái vấn đề mình vừa trình bày trên có thể sửa chữa và hát đúng giai điệu bài hát cùng với đàn. Cách hát của một bài hát thì nó rất là đa dạng, tùy vào người hát có thể ngân nghỉ hay feel những cái chỗ khác nhau, tùy vào những các bản phối hay là những cái cảm xúc khi chúng ta hát. Và cái trong cái bài hướng dẫn hoặc là trong cái tài liệu mình thì mình sẽ làm một cái cách hát đơn giản nhất và giống với bản gốc nhất cho các bạn có thể tham khảo. Hy vọng các bạn có thể chơi được các bài hát mẫu và sau đó là chơi các bài hát tương tự. Cách sử dụng cái tài liệu này thì nó cũng không quá phức tạp đâu, nó thiên về thực hành điểm hát. Các bạn chỉ cần theo dõi kỹ cái sơ đồ mà mình đưa lên trên YouTube và trong các cuốn tài liệu. Và khi hướng dẫn thì mình đều hát ghép lời vào với tốc độ là tương đối chậm để các bạn dễ dàng theo dõi hơn. Và khi chúng ta chơi được chậm rồi, có thể không cần nhìn nhiều tài liệu thì chúng ta có thể đánh nhanh lên và dần dần các bạn có thể quen được cái nhịp của bài hát. Và từ 1-2 bài ban đầu quen thì chúng ta có thể chơi được rất nhiều bài tương tự với các điệu đó hoặc là các điệu khác cũng như vậy thôi. Cái bộ giáo trình này của mình thì có những cái điệu thường dùng, ví dụ như là điệu van, điệu slow rock, bolero, slow ballad, slow surf, disco. Và mình sẽ cố gắng dần dần mở rộng ra thêm được nhiều điệu hơn nữa. Hy vọng các bạn tiếp tục ủng hộ mình để có thể giúp mình có thêm động lực để tạo ra nhiều cái bài và những cái video hướng dẫn tiếp theo. Xin chào.